Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo cardigan với họa tiết quả trám như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len miêu cô tâm 50g một cuộn, và để dễ gọi tên hơn trong quá trình móc thì mình sẽ gọi màu bên trái là màu thứ nhất và màu bên phải là màu thứ hai. Thì các bạn cần có 8 cuộn màu thứ nhất và 5 cuộn màu thứ hai, và kim móc ở đây mình dùng có độ dày đó là 4mm. Đầu tiên đó là các bạn sử dụng màu thứ nhất để móc phần viền cho mình, và để móc được phần viền trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Và cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng lên như thế này, sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn vào lên một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua phần lỗ như thế này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 15 mũi móc xích. 1 2. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 15 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình vòng thứ nhất. Và để móc vòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc xích đầu tiên, 1, 2, 3 và 4, và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 là nằm ở đây. Kéo lên qua và móc lên cho mình 1 mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến cuối vòng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ nhất nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ nhất rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 15 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ hai. Và để móc vòng thứ hai, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Thì vòng thứ hai này các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Thì các bạn hãy nhìn là cấu tạo của mỗi chân mũi là gồm có hai sợi len đan vào nhau và tạo thành chữ V như thế này. Một sợi len thì nằm ở phía bên dưới, còn một sợi len thì nằm ở phía bên trên. Thì ở vòng thứ hai này các bạn sẽ đâm vào sợi len nằm ở phía bên dưới của chân mũi thứ hai là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến cuối vòng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ hai rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ ba. Và cách móc vòng thứ ba này cũng sẽ tương tự giống như là vòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và bắt đầu từ vòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là vòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi vòng sẽ luôn được giữ nguyên là 15 chân mũi. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết vòng thứ 84. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 84 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 84 rồi thì các bạn đã móc xong phần viền. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liền lại cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi đoạn len thường này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mô nối này lại cho thật chặt. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân dưới cho chiếc áo. Và để móc phần thân dưới, trước hết đó là các bạn sẽ xoay lại mặt phải của phần móc. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục dùng cái đoạn len của màu thứ nhất này và lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ 84 này. Và sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Và để nhận biết được là các bạn sẽ đâm vào các chân mũi nào thì các bạn sẽ dựa vào cấu tạo mũi mà các bạn đã móc lên phần viền. Đó là các bạn đã móc lên bằng các mũi móc kép. Như vậy một chân mũi thì các bạn sẽ đâm vào phần giữa của mũi móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm vào phần đầu của mũi móc kép. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 7 chân mũi kế tiếp và móc liên tục cho mình 7 mũi móc kép trên 7 chân móc. Sau khi mà các bạn đã móc xong cho mình 7 mũi móc kép rồi, tiếp tục đến chân mũi thứ 9 thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình. Đó là các bạn sẽ đổi sang màu len thứ hai. Và để đổi sang màu len thứ hai, đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 9 này, kéo lên qua một lần. Sau đó thì các bạn sẽ dùng màu len thứ hai này và lấy mũi đầu tiên cho mình.
Sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo mũi đầu tiên của màu thứ hai này qua hai đoạn len của màu len thứ nhất như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã đổi màu len thành công rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 10 này và móc lên cho mình một mũi móc kép, và các bạn lại tiếp tục vừa móc lên một mũi móc kép và vừa đổi màu len cho mình, đó là các bạn sẽ đổi sang màu len thứ nhất. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng màu len thứ nhất này và đâm vào 8 chân mũi kế tiếp và móc liên tục cho mình 8 mũi móc kép trên 8 chân móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 19 này và đổi sang màu len thứ hai này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ dùng màu len thứ hai và móc lên cho mình một mũi móc kép ở chân mũi thứ 20. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi sang màu len thứ nhất. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại công thức đổi màu len, đó là 91 gồm 9 mũi của màu thứ nhất và một mũi của màu thứ hai, và các bạn cứ lặp lại công thức như vậy cho đến cuối dòng. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 169 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 6 chân móc kế tiếp và móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép trên 6 chân móc. Tiếp theo đó là đến chân móc thứ 8 thì các bạn sẽ đổi sang màu len thứ hai cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ dùng màu len thứ hai này đâm vào 3 chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ 9, thứ 10 và thứ 11, móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép trên 3 chân móc. Và ở chân móc thứ 11 này thì các bạn lại tiếp tục chuyển sang màu len thứ nhất cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ dùng màu len thứ nhất này đâm vào 6 chân móc kế tiếp và móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép trên 6 chân móc. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 18 này và đổi sang màu len thứ hai cho mình. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại công thức đổi màu len, đó là 73 gồm 7 chân mũi của màu thứ nhất và 3 chân mũi của màu thứ hai, chỉ trừ 8 chân mũi đầu tiên và 8 chân mũi cuối cùng. Đối với 8 chân mũi đầu tiên thì các bạn sẽ móc gồm 3 mũi móc xích và 7 mũi móc kép, còn đối với 8 chân mũi cuối cùng thì các bạn sẽ móc lên cho mình 8 mũi móc kép, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai nha.
Đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại công thức đổi màu len cho đến hết dòng thứ 8. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8 rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 9. Và bắt đầu từ dòng thứ 9 trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ theo thứ tự từ dòng thứ nhất cho đến dòng thứ 8. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 25. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 169 chân mũi. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 25 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân dưới. Và tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình phần thân trên. Và để móc được phần thân trên, đầu tiên đó là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay phải của mình tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai và cuối cùng là phần thứ ba. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 37 chân mũi cho mỗi phần. Và phần thứ hai có tổng số chân mũi là 95 chân mũi. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần thứ nhất trước nha. Thì để móc dòng thứ 26 của phần thứ nhất này, các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ lặp lại các bước cho đến khi nào mà các bạn móc và còn lại 10 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 26 rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 37 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 27. Và bắt đầu từ dòng thứ 27 trở đi, để tăng giảm mũi giữa các màu len tạo nên hình thoi, thì ở phía bên tay trái các bạn sẽ lấy chân mũi thứ 7 của dòng thứ 25 làm cột móc. Và ở phía bên tay phải thì các bạn sẽ lấy chân mũi thứ 10 của dòng thứ 25 làm cột móc. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 45. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 45 nha. Khi mà các bạn đã móc xong phần thứ 3 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thứ 2. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và ở phần thứ hai này thì các bạn sẽ lấy chân mũi thứ 13 của dòng thứ 25 ở mỗi bên phần rì làm cột móc để tăng giảm mũi giữa các màu len. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 45. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ hai nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ hai rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tạo hai phần vai cho mình. Thì để tạo được hai phần vai, trước hết đó là các bạn cần phải chia phần thứ hai này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay phải của mình tính qua là phần A, tiếp tục là phần B và cuối cùng là phần C. Thì phần A và phần C có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 37 chân mũi cho mỗi phần. Và phần B có tổng số chân mũi là 21 chân mũi. Và đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo phần vai thứ nhất bằng cách là các bạn sẽ ghép phần A với lại phần thứ nhất cho mình. Và ở đây có tổng cộng là 37 chân mũi cho mỗi phần, thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn. Và cụ thể cách ghép sẽ là như sau.
Sau khi mà các bạn đã nối xong phần vai thứ nhất rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết lê lại cho mình. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua và nối phần vai thứ hai cho mình, bằng cách là các bạn sẽ nối phần C này với lại phần thứ ba. Cách nối thì cũng sẽ tương tự giống như là phần vai thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần vai thứ hai. Thì sau khi mà các bạn đã nối xong phần vai còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc hai phần tay áo. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần tay áo nằm ở phía bên tay trái trước nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ nhất rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 81 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ hai, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Thì đến đây các bạn sẽ dùng chân mũi thứ năm của mỗi bên phần rì nằm ở vòng thứ nhất để làm cột móc tăng giảm mũi giữa các màu len, và các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là phần thân áo mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết vòng thứ 33, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 33 của phần tay áo. Sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 33 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi sợi len của màu thứ hai. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng sợi len của màu thứ nhất và tiếp tục móc lên cho mình vòng thứ 34. Và ở vòng thứ 34 này các bạn sẽ giảm mũi cho mình, và cụ thể cách móc vòng thứ 34 sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay vào mặt trong của phòng móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai này và kéo len qua một lần. Tiếp tục đến chân móc thứ ba cũng như vậy. Sau khi đã có ba đầu len cùng kim như thế rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua ba đầu len này cho mình. Như vậy ở đây các bạn đã giảm đi cho mình một chân mũi rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ tư này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Sau đó đến chân mũi thứ năm và chân mũi thứ sáu thì các bạn sẽ đâm vào và giảm đi cho mình một chân mũi tương tự giống như là chân mũi thứ hai và chân mũi thứ ba mình đã hướng dẫn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước giảm mũi, đó là cứ ba chân mũi các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi. Bằng cách là đối với chân mũi thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc kép, và đến hai chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi, và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết vòng thứ 34. Sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 34 rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 54 chân mũi, và để kết thúc vòng thứ 34 thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba nằm ở đây, sau đó thì kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong phần tay áo rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền tay áo cho mình. Thì để móc được phần viền tay áo, trước hết đó là các bạn sẽ gây lên cho mình tổng cộng là 10 mũi móc xích. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 và 10. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 10 mũi móc xích rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất của phần viền. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. 1, 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc xích đầu tiên. 1, 2, 3 và 4. Và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 là nằm ở đây. Móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu làm lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc là móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến cuối dòng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất nha. Và các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần viền này với lại phần tay áo cho mình bằng cách là các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân mũi thứ hai và đâm vào ba chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ ba, thứ tư và thứ năm, móc liên tục cho mình 3 mũi giờ trên 3 chân móc. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và bắt đầu móc lên cho mình dòng thứ hai của phần viền. Thì ở dòng thứ hai này các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Và để móc dòng thứ ba đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Và các bạn sẽ bắt đầu móc từ chân mũi thứ hai. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần viền này với lại phần tay áo bằng cách là các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc thứ sáu và đâm vào ba chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ bảy, thứ tám và thứ chín, móc liên tục cho mình 3 mũi giờ trên 3 chân móc. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và tiếp tục móc lên cho mình dòng thứ tư. Và bắt đầu từ dòng thứ tư này, các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ hai và dòng thứ ba cho đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền tay áo nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền tay áo rồi thì tổng số dòng mà các bạn đã móc lên cho phần viền tay áo là 27 dòng. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối dòng thứ 27 này với lại dòng thứ nhất. Ở đây có tổng cộng là 10 chân mũi cho mỗi dòng, thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi này và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn. Và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền tay áo rồi thì các bạn đã hoàn thành xong phần tay áo thứ nhất. Với phần tay áo thứ hai nằm ở phía bên tay phải thì cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần tay áo thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần tay áo thứ hai nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần tay áo còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần viền của áo cho mình. Và cách móc phần viền của áo cũng sẽ tương tự giống như là phần viền tay áo mình đã hướng dẫn, và cụ thể cách móc sẽ là như sau.
Sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền của áo rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ may 3 hạt nút vào phần viền nằm ở phía bên tay phải cho mình. Thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo cardigan với họa tiết quả trám như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn like. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé kênh của mình thì đừng quên hãy nhấn nút subscribe hoặc là nút đăng ký để đón xem được những video về hướng dẫn móc len mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.